nhiều đầu tiên của chúng ta chúng theo quý anh là thầy muốn các bạn trước đẩy ra để một brand rồi đúng không? Bên rồi đúng không? Giờ các bạn sẽ tách từ cái thằng bên ra một brand rồi. Tay thử gì hả? Mẹ tặng nhánh ý. Tặng nhánh không? Ông bảo tôi phải không? Tặng nhánh là tặng nhánh ở trên đấy. Từ từ nhá. Không bảy. Không bảy. Lớp không bảy. Như thầy đã nói. Vâng. Thầy sẽ tách ra. Thằng bên phải làm không nữa. Thầy sẽ tạo là các bạn có thể là cô các bạn là một số bạn không phải một bên thì mình gọi nhau. Vâng. Đối với em thì có em là gì? Chúng mình tách ra từ một số bạn không phải và một số bạn không phải tách ra một bên mới. Là web một số bạn không phải trừ ví dụ là ta sử dụng là tạo nhé, thì các bạn ROVX đúng không? Vâng. Vâng. Để tạo một năng lượng anh tôi nghe xóa hết này, xóa cái này cho mình nhá, xóa gì, xóa cái gì cũ, tạo này mới đã xong mới xóa đó, xóa cái cũ. Nó lậu màu rồi. Cái thông tin rồi đấy đúng không? Vâng. Rồi chúng ta tách cái brand xong rồi thì chúng ta sẽ làm đây rồi. Chúng ta có này, chúng ta có là MPM init đa cộng init đa cộng init là rồi trừ tên cũng rồi là gì? Chúng ta sẽ đặt là my app được chưa các bạn? Trừ trang tên có kiếm lại xong là cần gì thì sẽ nhân viên cũng là cứ gửi một cái vào rồi để báo luôn cho tôi xong rồi. Thank you.
mới đẹp. Cứ hay là vui cần núi lên. Cái như cái chết ấy. Mặc dù đấy. Một nặng rồi, phải rồi. Mặc dù đó các bạn. Ai đen tay quay nhà gái rồi. Chị rồi. Mặc áo chán rồi. Mất ý nghĩa của mẹ trong mít. Tao mẹ mít rồi. À đây rồi. Mặc có cho bạn. Không mấy mặc không mấy cho mặc đây là không mấy cho mặc đây cho mặc đấy 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 mặc mất mà không tự nó có rồi nhưng mà không được cho mặc đó biệt đâu react cứ react phạt thôi thầy react kia không không react thế thôi chắc bài cũng giống như là cái môn văn gì nhất của chúng ta thì chúng ta mỗi cái trở vào đấy anh hỏi cái lên giờ chúng ta đang xong bài hát chưa rồi rồi em nghe rồi đúng không hát chạy nó thì em nó nét nào bên bờ nó nét chứ không đã thôi giờ chúng ta đang vào kiểm tra nó hát văn hả chạy ra trong có cách chấm do mạng ấy nó thu hết không xem bây giờ biết này thu hết đi ra công việc ở đâu thu hết chạy từ xa luôn thầy được ta sửa tạm đi tôi như này ơ mạng yếu ấy mạng yếu quá do mạng đấy mày đã đọc máy áp rồi, mày còn CD máy áp của tao em. Nít đã tải chưa? Tải rồi đúng không? Cái này đúng không?
cái vít đấy đúng không? Cái vít thì NBM cái công lệnh ấy là được mà. Là bố ai mà nhớ được? Bạn. Hay là cái mũi mũi tên là nó ra? Có. Mũi tên ở trên này này. Ừ. Là giò được mà. Ông ngồi giò. Không có hết. Ừ. Ông ngồi giò là thế mà nói trong tâm hồn mà. Tức là cái câu gì mà mình biết ở trong tâm hồn ấy là nó lưu lại. Hết. Không dịch ở đâu gì là. Ra còn nó vừa ra kết. Ừ đúng đúng. Kiểu chạy. Nhiều. Như cái này đi. Mùi gió đúng mấy người. Mình đã kiểu nhiều chưa? Solo gì anh? Cảm ơn cao i2250 à? À thì cái à đủ anh bấm xong hết rồi còn đâu nữa. Cảm ơn 300. Từ cái gì đấy? Có ông gì còn thật gì ấy. Nó kìa. Chi lá thôi. Slow chứ. Giờ tăng giá xăng. Bây giờ bắt đầu này, trò chơi này. Wow, số đẹp quá. Trời ơi, nó ngon. Em phải đổi mà. Tình có tình đấy, buồn rồi. Đấy, có tình đấy. Một tỷ. Đúng rồi đấy. Số gì? Số gì các bạn? Chúng ta chưa rồi ok sau khi mà chúng ta hai đeo ghép xong chúng ta chú ý vào phương diện của nó này và các điều chúng ta nhớ từ ngoài nhé nghe từ ngoài không alo cái này rồi. Không phải bây giờ chúng ta chú ý vào bài này. Học cái lớp này thì các anh chú ý một chút là lớp này thì sẽ chậm không? Chúng ta thấy là có một file và phần mềm .js. Chúng ta sẽ thấy là có một cái thư mục và có một cái phương thức ở đây. Đây sẽ nói lại cái phần render này. Và xóa những cái gì. Được chưa bạn? Chúng ta có một cái phương thức là từ thằng của giấy chấm render. Hôm nay sẽ có hai trong số mặt con số đầu tiên là để hiểu những cái gì. Ví dụ chúng ta muốn là để tìm ra các bộ ra ngoài. Hello. À, ví dụ đây là chuỗi này. Chúng ta thử chuỗi thằng ICV nhé. Thằng thứ hai sẽ góc phần chấm quay center. Đây là phần bút. Phần bút này lấy đâu ra? Nó từ file index. Giống cái mũi xe của chúng ta không? Sẽ đổ dữ liệu ra của mũi này. Giờ ra ngoài kiểm tra kết quả.
thì các bạn thấy là nó khác với trong ICV chúng ta. ICV chúng ta là chúng ta đổ ra một chuỗi và dùng pin nữa khi vừa rồi để chúng ta đo đúng không? Cái thằng này thì chúng ta chưa được thẻ luôn, không được thẻ luôn chứ không phải chuỗi nữa, không cần thẻ USB xuyên nữa. Thấy không? Nhớ nhá, render ra là tất cả dữ liệu render sẽ ra thằng này. Rồi thầy sẽ demo một chút một vài cái liên quan vấn đề về thằng mình đấy. Đó là nó có thể hiển thị ra biến giống như nhân vết suy của chúng ta được hiểu. Ví dụ thầy sẽ báo ra là chữ mai đêm lên trở lại. Thì các bạn muốn hiển thị ra đây chỉ cần là gì nhỉ? Một dấu hiệu nhỏ thôi. Không cần phải đô la này đâu các bạn nhá. Đô la là tên của vết suy thì cần đô la. Còn đây chỉ cần nhanh thôi. Đúng. Thì chưa? Thế đôi này là chúng ta cũng có thể là gì nhỉ? Đây thầy sẽ đi vào đây. Đi vào nhá. Tôi để một sau đó để các bạn xem đã rồi thì sẽ giữ màn hình cho các bạn để không được rồi chúng ta cũng có thể là tạo một diễn biến nữa, ví dụ như custom my age tức là 20 thì chúng ta cũng sẽ hiểu sử dụng bao nhiêu như thằng này thôi đúng không? Chúng ta đang sử dụng thẻ nên chúng ta có cái này tác một cái này được chứ không chỉ có khổ như là đem vết suy nghĩ trước nếu chúng ta chỉ cần thậm chí là nó có thể hiển thị vô liên được ví dụ my status bằng su thì sẽ là gì p status bằng su thì hiển thị ra cái gì ạ ngược lại thì chưa đi thôi nhớ là dấu đoán lại rồi hoàn thành ra rồi và thank you.
Tôi đã đáng ra là tôi có một thời gian đi nhỉ. Mấy thân nhân chưa có test được thì thằng nó cũng cửa đâu. Tại vì sao không nhận? Đáng nhận biết là nó phải ra rồi, chứ ra đây nó không ra một tí gì luôn. Ông thử viết đi, tôi đã rồi. Đừng có con tăng rồi. Đơn một đoạn chuỗi để nó hero ra đây đã. Nó ra không? Nó có tăng đi. Đừng dẹp. Đây đi. Thôi, thế để hát một rồi đấy. Làm gì được? Làm không hiểu đâu. Thằng Đức cái này biết rồi. Đúng rồi, anh nhớ rồi là gì đâu. Đi đi. Ra rào ra rồi. Xóa cái dòng này đi ra này. Đấy này. Thank you.
Rồi học xong cũng quên xong rồi. Một căn thẳng lắm rồi. Thì thế này thì sao? Chúng ta phải tạo một con đường đưa giản dễ. Lúc thể hiện trực tiếp đây luôn nha. Constant Slow Uniform. Đó. Slow Uniform. Chúng ta sẽ làm cái hàm và chúng ta cũng dùng cái hàm về tên về một cái đoạn mã nào đó cũng để bỏ cái copy lưới từ trên được rồi. Ok. Thì năm xếp này thì thay đổi thì cross cross chẳng gì chẳng nên giúp đấy thấy chưa à, thầy sẽ truyền vào một lần để sửa lại cái hàm nhé từ từ đến có một lần để sửa lại cái hàm đó thì nên rồi ok được rồi bây giờ chúng ta thử nhé có một lần này. Nhìn đã từ đó cũng theo nhìn để hiểu đã là đầy đủ này. Rồi, thầy cũng tập một cái class có tên là Proof. Ở đây. Đặt ở đây. Là hai lần được có chủ đề đấy, đúng không? Rồi, thế vậy thì bây giờ thì thầy sẽ làm thế nào đây? Có cái mô hình này làm thế nào? Đơn giản có mô hình trong phần dưới đây. Chỉ cần biết như thế này, tên là tập tên như nào của mọi người. Ok, chứ bạn đã không nhắc được nhớ cái số 2 nhé. Có một lần nó khác nào đấy là nó biết chung ra cái đầu tiên là nó như con một lần vậy thì như thằng sâu như vô là chúng ta gọi hàm chúng ta chuyển vào cái công dân đấy chúng ta chuyển vào cái chúng ta đang chuyển vào công dân đúng không ạ sâu như vô là chuyển vào công dân bỏ cái chữ chúng ta chuyển vào đúng nhỉ ta đang chuyển vào công dân vào trong tập sâu đi vòng thì chúng ta chuyển như này. Thế vậy thì khi một con lần thì chúng ta chuyển vào thì chuyển nó sẽ là một cái giá trị vào trong phần là như nào? Thì cái đề của con thì chưa các bạn được chưa? Nên mình làm gì nhỉ? Chắc biết phần được chưa? Trong này nhất là một con rết thì không phải là con gắn vào con rết đấy được gắn vào cái gì nhỉ? Như này không? Không phải là cốt chấm gì cốt chấm đêm ra được không? Còn cái thằng con một lần chúng ta truyền giá trị vào thì phần đêm kia thì tự động nó sẽ quay lên một giây cốt đấy cái tổ tính này cái tổ tính này nó quay đến một con rất luôn là một cơ tượng luôn này cái con số lốc thằng lốc này ra thì nó cũng là ra cái con rất này và ở đây là gì phần đêm đấy như thế này kia đúng không ạ? Thì con số lớp bên trên này thì chỉ phải chắc là nó cũng ra thế thôi. Nó cũng ra được con dây và đây đúng không? Đúng không ạ? Có nhìn sự khác nhau chưa? Nó chỉ khác nhau vấn đề cú pháp thôi. Sau khi vò là chuyển vào vào những cái này. Còn tầm hàm thì chuyển vào những cái này. Ok. Thế nào chúng ta chuyển dữ liệu từ thằng con lần tra vào con người con giống như các ID chúng ta chuyển vào từ operator chúng ta chuyển một ID vào trong một con người gì đó thì đấy chúng ta chuyển dữ liệu từ cha vào con trong con người của mình đấy là chuyển lại chuyển đi bắt đầu đi từ đấy chúng ta chuyển Thank you.
Vâng, bây giờ nhá. Show info chúng ta gì nhỉ? Ta có gì? Trong show info này chúng ta thấy là chỉ cần chỉnh copy này, chúng ta thấy là copy toàn bộ dữ liệu của show info đấy, vứt vào thằng này. Được chưa? Thằng index này ta bỏ đi. Rồi và các bạn chú ý này, thầy bỏ qua vấn đề dữ liệu này nhá. Xong chưa? Giờ này anh hiểu chưa? Rồi bây giờ thì các bạn thấy là nó có sẵn một cái component mà ban đầu chúng ta nhìn thấy các tên gọi các thứ ấy, thì nó có sẵn một cái hàng nào hàng app rồi, thì chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta có một cái hàng app đầu tiên thôi. App nhớ là component của chúng ta sẽ đánh lên nhé. Thế nào app rồi nó đi phải app is not defined, thế chúng ta không bỏ chưa? Chưa. Rồi, chúng ta enter. Đấy, chúng ta import thằng app được chưa? Thế thằng app đấy là thằng to nhất trong cái website này. Các bạn lưu ý nhé. Website chúng ta sẽ có thì được. Trong đây là main. Main này. Đầu tiên đấy. Đấy là thằng file đầu tiên thôi. Nó chạy sau thằng index.html đúng không? Sau đó là đến thằng gì cả? Không có được gì cả. App. Đúng không ạ? Và trong thằng này bắt đầu chúng ta sẽ của ra các nơi là thằng gì nhỉ? Ví dụ như là hello, ví dụ như component A chẳng hạn, con A con lên này, thấy chưa các bạn? Nghĩa trong thằng này là có to nhất, bắt đầu chúng ta mới của ra thì là như nào? Thì lúc đấy các bạn sẽ là gì nhỉ? Các bạn lưu ý thằng app sẽ là to nhất, thì lúc đấy chúng ta cũng tách ra là trong thằng này chúng ta gọi là show info rằng kiểu như này các bạn, trong này chúng ta gọi là show info ra, và show info chúng ta phải truyền cái thằng gì nữa làm cho này đã truyền một object trong thằng gì thằng gì này nó probe số là chỉ thấy sẽ có số lúc ra cho các bạn xem được là thằng probe đấy nó là cái gì, nó là một object và trong đấy thì sẽ có thằng gì thằng lên giá trị của nó thời gian bên này thì nhảy vào thằng app đấy, chúng ta gọi thằng show info là gì, truyền cái giá trị vào trong thằng app đấy, thằng show info này. Rồi các bạn ok nhá, thử cách cho thầy có cái đầu tiên mà. Nhớ là con cái đầu của nó các bạn thấy là nó giống cái của chúng ta thôi, cũng có sau đó là cái bỏ chúng ta, nhưng mà nó khác cái nó là một hàng, nó không có thằng render này kia nữa thì nhìn nó dễ dàng hơn đúng không? Ở đâu dùng thì chúng ta import cái thằng đấy, cái sơ bỏ này. Rồi thì các bạn có thấy giống con ICM7 của chúng ta chưa? Có giống không? Chắc tự nhiên thì giống con ICM7 không? Không học con ICM7 lên cái này cũng không ổn luôn. Không hiểu là gì đâu. Nghĩa đấy gõ gì nhỉ? Gõ ECT à? Nãy thì có ông không được gì cứ dài phát nhỉ? Thank you.
Phải chấm mút các thứ kiểu đúng không? Chấm render, chấm after render. Đây, không cần. Chúng ta chỉ cần gọi là những tên thẻ thôi. Nó có tên đỏ hết. Một lần nha. Không thích nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta thử xem là... Thì ạ? Ờ, thế sẽ để vô một cái tiếp của thẻ nữa nha. Thank you.
Chúng
Sao ba anh phải nhầm nhầm? Bây giờ thì thầy sẽ truyền dữ liệu là cái thằng ấy đồng nguyên nhiều đỏ này vào trong con cơ đơn này được. Ví dụ data bằng hay thì nhiều ở đây chắc các bạn hiểu là đây là cái thằng truyền dữ liệu số đúng không? Đây là giá trị truyền số đúng không ạ? Đúng không? Đúng cái thằng đêm này này. Đây phải là giá trị không? Đây phải là key không? Key value. Vậy thì rõ ràng là khi mà chúng ta chuyển xuống ấy, thì thầy con số lốc tổng số lốc này ra thì chắc chắn là con số lốc tổng số lốc này thì có phải đầu tiên nó phải là một object đã, đúng không ạ? Sau đó thì nó đến thằng gì nhỉ? Data, đúng không? Và thằng item này nó làm gì? Dữ liệu của nó làm gì nhỉ? Có phải là từ object này không? Có phải là ai được về là có cái này không? Thì có phải là trong cái này chúng ta sẽ có khi có khi này data sẽ là một con dây đó rồi chạy chưa? Được rồi đấy.
kita komponen itu pun lagi. Ayo betul deh bang. Cara ini lah. Tukar lagi ni, bukan lagi ni, macam ni orang yo. Thank you.
có hiểu không? Đúng chưa? Cái đồ đi cho dạ vâng. Các bạn sẽ thấy có một cái gì cả. Cái gì là cái gì cả. Cái gì là cái gì cả. Cái gì là cái gì cả. Thì tôi có lên này nó bảo là mỗi một là tích mỗi một cái thằng con của một cái sách thì nên có một cái gì này thì nó cũng kỳ thế là kỳ riêng biệt nhau chỉ. Thế vậy thì đây có một cái bảo chúng ta là một cái đặc biệt không? Chúng ta nên có một cái kỳ thầy thì đây hay dùng cái kỳ là một cái tích này chúng ta có một cái gọi là một cái thầy đề hay sơ thì có cái đất này và khi mà nó sẽ đặt ở đây thì mình đặt đấy để làm sao mà nhìn này không có lỗi rồi đúng không? Thế nên chúng ta đi với quân chúng ta kiểm tra quân từ đây có thấy trong này thì nó không hiểu được cái gì đâu cái gì nhỉ? Cái này cái UF nó sẽ gầm cái kia này nó sẽ chạy gầm vì sao nó phải có cái kia này. Vì theo khi các bạn học cái JavaScript bình thường các bạn hay làm là chúng ta muốn thao tác được vào ứng dụng từ vào đó chúng ta sẽ có ID rồi chúng ta có cái gì đó để tranh nhau vân những thằng led các bạn thấy là nó vào đó, nó tạo ra nó chả có cái gì cả. Thế vậy sau này chúng ta muốn thêm bớt sửa xóa nó thì nó phải dựa vào cái gì? Nó sẽ có một cái định danh để cập nhật lại cái đó cập nhật lại kiểu cái này không nhỉ? Và thằng Huy Anh cũng nói rõ luôn là cái key đấy để sau này chúng ta thêm một sản phẩm vào trong cái mạng này chẳng hạn hoặc là gì sửa hoặc là xóa một cái item nào đó trong đó thì nó tự động sẽ nó biết được cái nào định danh cái nào xóa hay không xóa thì cái key nó sẽ có key đấy để xóa được đúng không ạ? Đấy nó sẽ không nên chúng ta lên phải lỗi hoặc là cảnh báo thôi có đúng không? Thì có rồi bây giờ thì đây sẽ là những bước mới làm cho các bạn nhìn thấy con người. Rồi bây giờ thì mình sẽ nói về vấn đề về là state. State nó là một cái trạng thái của ứng dụng này, nó lưu trữ cái giá trị của ứng dụng này. Không cần được gì. Các bạn thấy là có một biến là cố đáp đây đúng không? Thì thầy có thể khai báo cái kiểu này constant một vuông cổ đọc và có một biến nữa sẽ cổ đọc bằng là new state. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái hàm gọi là hàm new state ở đây giá trị bằng của nó sẽ là một mạng đây. Được chưa các bạn? Để giải thích đoạn này thì không khó hiểu. Thì các bạn hiểu là đây chỉ là biến này, chúng ta chỉ có hai trong biến trong đoạn này chúng ta chỉ có hai biến thôi, nó chỉ là một biến bình thường giống như việc các bạn khai báo thế này. Đấy, constant cố đáp khai báo một biến cố đáp nó giá trị một mạng đây như thế, chúng ta đang khai báo một biến cố đáp và giá trị mặc định ở trong new state này của nó. Chúng ta nhớ nhá, cái này hỗ trợ của người anh đây chỉ một hàm thôi, được chưa nhỉ? Bây giờ thầy sẽ quay lại cái thằng cái mô này, cái mô này các bạn hiểu nó là cái gì? Chắc tôi còn nghe rồi đúng không? Chắc tôi được xem rồi. Thank you.
và thì bây giờ chúng ta muốn định trạng 20 kia thì chắc chắn là không ở những cái trạng chuyên biến nữa, là sẽ cần về lưu chỉ số thì một và sẽ cần về lưu 20 giờ thì để chắc lên chúng ta có thể để chắc lên dành cho là các bạn thường là person bằng trước đây chúng ta là giá trị đầu tiên thì các bạn là giá trị khởi tạo ban đầu chúng ta chuyển vào đây.
nhưng cái giá trị signal value đấy nó là một cái function, function đấy có nhiệm vụ là thay đổi lại giá trị bắt đầu đấy. Ok, thì bây giờ thì demo cho các bạn là về tầm cao đã. Cao thì không phải chỉ đơn giản là chúng ta là cao đấy đâu. Rồi cao, hay sợ. Bây giờ, rồi. Thì chắc các bạn biết là hiện ra không rồi đúng không? Chúng ta chuyển về là 10 các bạn, thì chắc vào đó cũng hiện ra 10 rồi. Tầm 10 chưa các bạn? Tầm 10 chưa? Tầm 10 chưa? Rồi, ok. Bây giờ thì đây sẽ cho các bạn xem được một cái nữa là đó là làm việc với sự kiện ở trong thời gian nghĩa là chứng tỏ chúng ta sẽ làm việc với thằng set cao đúng không? Thằng set cao nhưng cũng thay đổi lại thằng cao, nghĩa là click của thằng set cao thì nó sẽ gì nhỉ? Thay đổi lại giá trị bắt đầu, nghĩa là state bắt đầu được đặt. Và tất cả những thằng nào đang sử dụng state nó sẽ render lại cái phần này. Cứ state thay đổi thì nó render lại như thế. Rồi ok, bây giờ thì sẽ có một bức tường bên dưới này. Thì nhớ cho thầy là trong phần VS các bạn có thể lên RS để tải cái slide của trường về cũng được. Chắc là rơi vào slide chúng ta chung gì đó đấy. Ok. Thì trong phần VS thì chúng ta sử dụng sự kiện một cách là gì? Đó là on click. Trước đây chúng ta có phần dưới phần đấy thì là on click như này đúng không? Và trong VS các bạn nhớ cho thầy tất cả sự kiện nó đều có cái pha camera case. Cái kiểu lạc đà, cái báo biến đấy. Nó không biết theo kiểu load case kiểu bình thường hết. Rồi giá trị của nó bắt đầu là này. Chúng ta nhớ là trong luyện diễn thuật để biết được diễn thuật được này. Chúng ta gọi ra một cái hàm, ví dụ như tên hàm như này đúng không? Thì trong phòng nhé, đầu tiên chúng ta sẽ phải làm cái chữ C. Đúng không? Cái thứ hai nó phải có dấu hoặc gì nhỉ? Hoặc nhọn như thế này. Được chưa? Và nếu các bạn gọi hàm như thế này ấy, thì mặc định chưa cần click nó đã gọi luôn. Ok nhỉ? Và chúng ta gọi hàm thì không cần phải điền này đâu, chỉ cần điền thôi. Hiểu thế không nhỉ? Mặc định khi mà chúng ta viết có dấu mốc tròn này là nó gọi hàm luôn, chưa cần click nó gọi được. Nhìn thấy chưa con anh? Nhìn bước này chưa? Ok. Rồi. Thì lần này chúng ta gọi thêm một cái tên hàm. Tên hàm chúng ta ví dụ như là constant increase chẳng hạn. Đây là một cái hàm thôi. Con slope thử xem nào, xem ta có gọi vào được không nhá. Đây là cái hàm increase. Nào, nó có slope. Rồi xem. Easy day đúng không? Và các bạn vào rồi thì chúng ta sẽ làm gì đây? Bắt đầu chúng ta sử dụng một set cao. Set cao nó là một cái hàm đó. Đầu tiên nó phải là cái hàm đó. Hàm đấy có giá có nhiệm vụ là tăng lại thằng cao này. Ví dụ chúng ta thay đổi thành 5 chẳng hạn. Giờ đây mặc định của nó là cao là 0 nhá. State bắt đầu của nó giá trị là cao là 0. Thầy click vào đây. Click vào đây. Thành 5 nhá. Thế là cao thay đổi chưa? Và thế này thì bây giờ thì muốn là tăng dần lên thì có phải là giá trị là cao bắt đầu không? Cộng thêm mấy? Cộng 1. Bước chạy đầu tiên khi chúng ta click vào thì cao này đang là 0 này. Cộng với 1 thì lúc ấy cao thay đổi thành 1. Một kích phát nữa thì là thành 2. Cao này. Được chưa các bạn? Thật ra là này thì chúng ta có thể gọi ra một cái hàm và trong hàm đấy thì nó gọi ra một thằng set cao. Nhưng nếu không thì chúng ta có thể khởi viết theo kiểu như này cũng được chứ. Nhưng ngắn gọn hơn thì sau này là con không bách. Nó là hàm. Và nó gọi con sơn đấy. Chúng ta có thể các bạn biết này nhìn khó nhìn hơn nhỉ? Biết chữ round của function nó nhanh. Đó, là cái vậy. Thấy chưa? Đỡ phải trả bài. Đấy, cú pháp của thằng gì nhỉ?
Có thể đã sử dụng một thằng sự kiện và cho thầy đã sử dụng nó set cao cho bạn và bạn thử cho thầy tăng giá trị lên rồi. Không phải after render đâu đúng không ạ? Sướng không? Trước đây cứ phải khai báo after render, gọi là after render cần bút tắt thư. Thế đó, những điều thẳng ở đây là sao thầy cũng dạy em từ trước cũng như anh thầy sao cũng dạy em từ trước đúng không? Hoặc vào, không có cái gì mà chỉnh, sau,
Truyền cái giá trị vào đây thì lọc bỏ mà nó nhìn nhằm vậy sau cái thờ cổng nước tiết ở đây đúng ông xóa nhỉ chưa xóa cái bên đâu nhỉ đâu xóa cái ở trong kia nhỉ đấy bây giờ lại được chị cố ra mà lại được thế đôi chị chết cũng lên đỏ lòng đỏ sắt đỏ đúng không và từ bạn bè yêu đời yêu ơi cái đỏ này nó không nhớ là cái cần nó cần nó là ai thì đưa và tôi là ai tôi sẽ chắc không phải nói đều chứ với các tôi chết cũng chết tôi thì mẹ cha nó về kiếm anh nhà làm nào về kiếm nhiệt tiếng anh nhỉ nữa là hơi đau đầu đấy. Alo, không nhớ. Có hiểu được này không? Có cảm thấy có hiểu không? Đúng, ok rồi. Thầy ví dụ lần này nhá. Thầy sẽ sâu ra, thầy sẽ chưa dạy các bạn bán chữ lượng từ trong ra ngoài. Ok không? Vì nếu mà giả dụ bây giờ trong trường này mà thầy viết một cái bức tường ở trong phần gì nhỉ? Phần item này thì rõ ràng là không phải là bức trong ngoài đúng không ạ? Thế mà thì thầy sẽ viết trực tiếp bên ngoài thì thế là trong cái bức phòng lọc này thì tạm thời sẽ để làm kẻ tờ đi tờ đi này tờ đi 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 sau đó thì trong ngoài thì sẽ để chúng ta item chấm đêm và có một bức tường này có một cái bức tường này nó tên là gì ạ? Biểu để cho các bệnh nhân bức tường biểu đấy thì chúng ta sẽ phải lấy được ID của nó và xóa đúng không? Vâng. Thì chúng ta sẽ gọi ra một cái hàm đấy bước tiếp nó ra function này cho nó quen đi cái từ này cho nó quen rồi remove item chúng ta gọi là như thế nào ok chưa vì sao mà chúng ta không gọi luôn remove item như này sau đây các anh chú ý này
Vì sao chúng ta gọi remove item và chúng ta chuyển ID vào đây? Thì như thế của nó rồi đấy. Nó gọi luôn không? Gọi luôn. Nó gọi luôn. Đúng các bạn. Nếu biết như này thì nó tự động gọi luôn cái dạng item chúng ta đi luôn rồi. Nó gọi hàng luôn rồi. Chính vì như thế chúng ta sẽ phải biết nó kiểu gì. Round function. Ok. Chúng ta chuyển vào một cái hàm rồi remove item rồi để một ID. Vậy thì trên này chúng ta sẽ khai báo một cái hàm remove item. Tất nhiên là chúng ta sẽ nhận một ID và con số lớp cho cái ID đấy. Để xem chúng ta có thể ứng không nhé. Đó này. Đây của là click vào đây. Lấy ID là 1 chưa? Click vào C. Lấy ID là 3. Các bạn nhìn có ID rồi thì chúng ta lại giống như một thuần. Đi nhờ. Chúng ta có một cái mảng như này rồi. Vâng, thế này thầy sẽ khai báo luôn nhân con stack là products phải set products bằng phần use state. Đúng ạ, mục đích của nó sẽ là giá trị của những mảng làm nào. Đúng không? Chứ không phải là product chấm gì nhỉ? Chấm gì? Filter thế sẽ có làm thế nào? Filter trong cái view item trả một cái mảng mới là cái item ID ấy không được giống như là ID của chúng ta có được vào. Anh quên hết rồi. Quên hết rồi. Vừa học xong rồi đúng không? Đưa thì thằng nào cũng đưa nghìn đô mà học mảng ngày hôm nay ngày mai cũng khỏe hết rồi. Đừng nghìn gì hết, đô phủ. Ok, chúng ta tạo một cái mảng mới đúng không ạ? Đúng không? Con số lớp ta tạo view của đăng này. Đây này, xóa con C này. Thì các bạn chạm này là 1, 2, C bao giờ đúng không? Đang đi là xóa trong là V. Đó, chúng ta là thằng B, thằng A, thằng C. Đúng không ạ? Nếu mà chúng ta có không này không ấy, thì các bạn thấy là nó chưa thay đổi state của nó đúng không? Đấy, khác nhau của cái là gì nhỉ? Vì sao thầy không khai báo ra biến constant của đăng lên đi rồi filter rồi xóa, không được như thế. Vì step nó sẽ lưu trữ lại trạng thái của bạn. Các bạn xóa thằng C thì nó mất thằng C. Sau đó nó xóa thằng B thì lúc ấy nó không hồi lại thằng C nữa, mà nó mất luôn cả thằng B thằng C. Rõ chưa các bạn? Đây thì em đang ví dụ lại cho các bạn xem này. Thì đang xếp này. Chúng ta xóa thằng C thì đầu tiên nó mất thằng C rồi. Nhưng khi kích ra xóa thằng B hơn nữa, sau đây là cái này thì nó mới render lại. Đúng rồi không? Đó, nó lại quay lại con C, lại hình thành C. Xóa thằng A ra. Thì nó gì nhỉ? Nó vẫn trả được một mảng mới, không bao gồm cái kia. Nhưng mà nó chưa lưu trữ được cái giá trị của chúng ta thay đổi. Chính vì thế, chúng ta sẽ phải sử dụng thằng gì? Set product. Đấy, để nó thay đổi cái giá trị ban đầu của ta lên lại. Lại nhá. Xóa thằng C. Xóa thằng B. Coi như đây mất rồi, khỏi con số lớp đấy. Có mảng mới rồi, chúng ta xếp vào một đất thay cho mảng cũ ban đầu của ta. Mảng này nó chỉ dính một cái phát đầu tiên thôi. Và render ra thôi, đúng không ạ? Chỉ render ra một phát đầu tiên là thằng này thôi. Còn sau đó thì thằng xếp của đất nó sẽ thay đổi lại giá trị ban đầu của ta thôi. Ok. Rồi có thể nó còn hơn một cách là không phải tạo ra những mảng mới này nữa. Thì mới nữa chúng ta chơi thẳng này đi. Có phải chỉ một dòng không? Và chúng ta nên tự nắm bắt tí nữa thì chúng ta có thể chơi thẳng này đi. Xóa thẳng này đi, chỉ một dòng thôi. Thank you.
chụp này. Thank you.
Thank you.